nữ võ sĩ Việt Nam giành huy chương vàng giải Muay Thế giới. Huỳnh Hà Hữu Hiếu đánh bại võ sĩ Nga Sofia Istratova qua cả 3 hiệp để giành huy chương vàng hạng dưới 45kg tại giải Muay Thế giới hôm nay 9 tháng 6. Hữu Hiếu trong giáp xanh, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Võ sĩ Việt Nam có nhiều pha ra đòn chân sau, kết hợp những pha đạp cao vào mặt hay chỏ rất hiệu quả. Cả 3 hiệp cô đều được chấm thắng điểm 10-9. Kết thúc trận đấu, võ sĩ có biệt danh Phốc Tiêu giơ hai tay cao, nở nụ cười tươi mừng lần thứ 3 đoạt tấm HC vàng thế giới. Hữu Hiếu sinh năm 1999 tại Khánh Hòa. Năm 13 tuổi, nữ võ sĩ này rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi môn võ. Nhỏ người nhưng lì đòn, Hữu Hiếu được xem như độc cô cầu bại ở cùng hạng cân trên các đấu trường quốc nội. Ra sân chơi thế giới, Hữu Hiếu hai lần vô địch trẻ thế giới năm 2013 và 2016, sau đó 3 lần vô địch thế giới khi thi đấu lứa tuổi trưởng thành. Dù là võ sĩ Muay Thái, Hữu Hiếu có khả năng boxing rất tốt. Cô được giới chuyên gia đánh giá là võ sĩ có khả năng đọc đối thủ tốt, đánh lì lợm và chọn thời điểm ra đòn chính xác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.